Trong video này thì mình sẽ giới thiệu hướng dẫn cho các bạn cách làm một cái screenshot và cái filter graphic cho app sau khi các bạn debug xuất ra file APK và review ở trên app review ở trên Mobi trên một cái máy thật. Và sau đó mình sẽ chụp lại screenshot như thế này ha. Rồi, thì mình đã tạo sẵn cái template của screenshot và cái filter graphics. Và các bạn mở file Photoshop này ra thì mình chỉ có thay đổi cái screenshot mình chụp lại mà thôi. Bạn chú ý cái cách thay đổi thì rất là dễ dàng ha. Các bạn kích chuột phải trên cái screenshot here ở đây. Mình đã tạo sẵn, design sẵn rồi. Các bạn click vào và chọn Reply Contents. Sau khi có chọn Reply Contents thì các bạn chọn cho mình một cái screenshot mới hoặc là thay đổi cái cũ. Sau khi xong thì mình sẽ cho Save As và lưu lại file CSS. Các bạn đặt theo từ screenshot 01. Ok, tương tự như vậy, anh chọn trong phần này thì mình thay đổi về chữ ha. Player Moses. Ok, Lessons Rich Filter thì là trong phần này các bạn play tạm đánh giá như vậy. Các bạn lưu lại trong cái phần CSS. Rồi, tương tự như vậy ha. Các bạn trong phần screenshot here, các bạn phải chọn Rich Light Contents và tiếp theo chọn một cái khác ha. Đây, trong phần này thì ví dụ mình ghi là list cái nội dung filter như vậy ha. Đó là một listing. Rồi sau đó chúng ta sẽ lưu lại file CSS screenshot 01 thì mình lưu lại là 02. Ok. Ok, sau khi mình đã tạo xong 4 cái screenshot ha, 4 cái screenshot ở đây. Rồi, ok. Thì mình đã tạo xong cái template như thế này thì các bạn có thể thay đổi rất là nhanh sau khi các bạn làm xong, hoàn thành xong với cái app của mình. Đến với phần cái filter graphics là cái phần cần phải có để mà chúng ta up lên ha. Trên phần này thì mình cần trước hết mình thay đổi hình ảnh ở đây. Quan trọng là kích chọn Reply Contents và chọn một screenshot. Ok. Trong phần này thì mình sẽ đặt cái tên app ha. Đây. Jojo Player. There's a music player. Okay.
Mình sẽ cho cái màu này cho nó phù hợp ha. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ xuất ra file GBAT. Filter graphics. Ok, như vậy là đã xong ha. Đã xong cái phần filter và phần screenshot. Thì mình tắt hết Photoshop. Ok. Screenshot thì cái kích thước của nó là 1024 x 500. Còn screenshot thì chúng ta làm với chiều dài khoảng 800 và chiều cao khoảng 1386 ha. Rồi xong về cái phần screenshot và filter. Bây giờ chuyển qua phần là Dungeon Script. Trong phần Dungeon Script thì các bạn cần phải chuẩn bị cho mình là trên này là cái title là source description title để sau này mình upload lên. Còn phần này là phần nội dung, cái filter, cái nội dung của cái app như thế nào chúng ta sẽ diễn tả ra. Và đặc biệt trong phần này nó liên quan đến cái phần ASO và App Store Optimize, thì các bạn cần phải đặt cái tên làm sao khi lên app, lên Play Store thì chúng ta dễ search để ra cái thứ hàng của cái tên app mình nằm ở đầu. Và chúng ta sẽ che những cái keyword giống như là player applies và những cái keyword là music player, những cái keyword là special mp3 file v.v. thì chúng ta cần phải che những cái keyword này vào để cho Google nó index những cái keyword khi mình search trên Play Google để mà dễ ra hơn ha. Ngoài chuẩn bị cái Redstone Script này ra thì chúng ta cũng cần phải chuẩn bị cái policy. Cái policy thì đây là cái nội dung chứa tất cả những cái dịch vụ và khai báo những cái bên thứ ba, và ví dụ như là Firebase hay là quảng cáo hay là về bảo mật thông tin hay là cái chế độ chính sách của policy của app, đặc biệt cái app music như thế nào chúng ta ghi rõ ở đây. Trong phần này thì các bạn chuẩn bị bằng cách là chỉ lên tìm cái policy của một cái app music nào đó, chúng ta copy lại hoặc là chúng ta lấy cái mẫu này đơn giản như vậy. Rồi sau đó các bạn vào trong một cái blog ha. Các bạn tạo ra một cái trang blogspot .com. Đây, các bạn tạo ra một cái blogspot ha. Blogspot.com và các bạn tạo miễn phí thành một cái trang policy như thế này. Blogspot này là của Google ha. Nên cho các bạn tạo miễn phí rất là dễ dàng. Và các bạn tạo ra một cái trang như thế này để chúng ta sẽ add vào trong cái trên Play Store khi các bạn upload app lên. Ok, đó là những cái bước chuẩn bị ha. Rồi. Ok, như vậy đã xong ha. Thì video tiếp theo mình sẽ bày cho các bạn về cái cách create app như thế nào và upload lên trên Play Store.